Trên thế giới, gần một nửa số thành phố lớn của Trung Quốc đang chìm dần. Apple rút WhatsApp Threads khỏi cửa hàng ứng dụng vì lệnh cấm của Bắc Kinh. Hà Lan khuyến nghị các tổ chức chính phủ ngừng dùng Facebook. Hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran. Triều Tiên phát hành bài hát ca ngợi lãnh đạo Kim là cha thân thiện. Bệnh viện Tây Ban Nha dùng chó trị liệu cho bệnh nhân. Tại Việt Nam, tàu chở hơn 40 khách nước ngoài va chạm phà trên sông, 3 người bị thương nặng. Đấu thầu gần 17.000 lượng vàng SJC, giá tham chiếu gần 82 triệu đồng. Tại Sài Gòn, tiếp tục ghi nhận nhiều tiệm vàng vi phạm. Bắt nhóm thu mua thuốc hết hạn, bán ra thị trường với giá thuốc mới. Đăng kiểm ô tô tại Hà Nội lại căng thẳng, trái vải Đắk Lắk đầu mùa giá cao. Minh Ngọc xin được chào đón tất cả quý vị đã đến với kênh Khỏe Tự Nhiên để cập nhật các thông tin trên thế giới và tại Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã đăng ký kênh và theo dõi hàng ngày. Đầu tiên, kính mời quý vị cùng đến với thông tin từ Trung Quốc. Gần một nửa số thành phố lớn của Trung Quốc đang chìm dần. Thưa quý vị, theo một nghiên cứu dựa trên dữ liệu vệ tinh toàn quốc công bố vào ngày 19 tháng 4, gần một nửa số thành phố lớn của Trung Quốc đang bị sụt lún ở mức độ từ trung bình đến nghiêm trọng, khiến cho hàng triệu người có nguy cơ gặp lũ lụt, đặc biệt là khi mực nước biển dâng cao. Nghiên cứu chỉ ra, trong mỗi năm thì có 45% số đất đô thị có tốc độ sụt lún nhanh hơn 3mm, trong đó có 16% có tốc độ sụt lún ở mức 10mm. Nguyên nhân là không chỉ do các mạch nước ngầm giảm mà còn do sức nặng của các công trình xây dựng. Nhà nghiên cứu Al Suri thuộc Đại học Sư phạm Nam Trung Quốc cho biết, với dân số đô thị của Trung Quốc đã vượt quá 900 triệu dân, một phần nhỏ sụt lún cũng có thể trở thành mối đe dọa lớn đối với cuộc sống đô thị. Tình trạng sụt lún đã khiến cho Trung Quốc thiệt hại hơn 7,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 26,5 tỷ đồng hàng năm. Trong vòng 100 năm tới, gần 1/4 đất ven biển có thể thực sự thấp hơn mực nước biển, khiến cho hàng trăm triệu người có nguy cơ bị ngập lụt cao hơn. Thành phố Thiên Tân có hơn 15 triệu người là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Và năm ngoái, 3.000 cư dân đã phải sơ tán sau một thảm họa địa chất bất thường mà các nhà điều tra cho rằng là do cạn kiệt nguồn nước và do xây dựng các giếng địa nhiệt. Nhiều huyện khai thác than cũ cũng phải gánh chịu hậu quả của việc khai thác quá mức, buộc chính quyền phải bơm bê tông vào các hầm đổ nát để gia cố đất. Theo Reuters, vấn đề không chỉ giới hạn tại Trung Quốc. Một số nghiên cứu được công bố vào tháng 2 vừa rồi cho thấy có khoảng 6,3 triệu km vuông đất trên toàn cầu đang gặp nguy cơ. Một trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất đó là Indonesia, với phần lớn thủ đô Jakarta hiện ở dưới mực nước biển. Singapore cho hay, trong số 44 thành phố lớn ven biển gặp phải vấn đề này, có 30 thành phố ở châu Á. Một thông tin khác tại Trung Quốc, Apple rút WhatsApp Threads khỏi cửa hàng ứng dụng vì lệnh cấm của Bắc Kinh. Thưa quý vị, vào ngày 19 tháng 4, Apple thông báo rằng họ đã xóa hai ứng dụng này ở Trung Quốc sau khi được chính phủ nước này yêu cầu, với lý do là lo ngại về an ninh quốc gia. Hai ứng dụng nhắn tin nước ngoài khác đó là Telegram và Signal cũng bị xóa. Tuy nhiên, bốn ứng dụng này vẫn có sẵn ở đặc khu hành chính là Hồng Kông và Macau. Việc loại bỏ bốn ứng dụng này cho thấy chính quyền Trung Quốc càng ngày càng không khoan nhượng đối với dịch vụ nhắn tin trực tuyến nước ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát. Năm 2017, Apple cũng đã phải gỡ ứng dụng tin tức The New York Times vì Trung Quốc kiểm duyệt gắt gao các tin tức đến người dân của họ. Hà Lan khuyến nghị các tổ chức chính phủ ngừng dùng Facebook. Cũng trong ngày 19 tháng 4, cơ quan giám sát quyền riêng tư của Hà Lan khuyến nghị các tổ chức chính phủ nên ngừng sử dụng Facebook vì họ không rõ điều gì xảy ra với dữ liệu cá nhân của người dùng. Người phát ngôn cho biết, những người truy cập trang của chính phủ cần đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân và nhạy cảm của họ được đảm bảo an toàn. Bộ trưởng phụ trách số hóa thông tin cho biết, công ty mẹ Facebook là Meta cần phải sớm làm rõ vấn đề dữ liệu cá nhân để xóa bỏ lo ngại của chính phủ Hà Lan, nếu không họ sẽ buộc phải dừng sử dụng Facebook. Hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran. Sau cuộc tấn công của Israel vào Iran vào ngày 19 tháng 4, các hãng hàng không thế giới tiếp tục thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, chuyển hướng những chuyến bay khác đến các sân bay thay thế hoặc đưa máy bay trở lại điểm khởi hành. Hãng hàng không Lufthansa của Đức đã hủy tất cả các chuyến bay đến Tel Aviv, Israel và Erbil của Iraq cho đến thứ Bảy, ngày 20 tháng 4, đồng thời gia hạn việc đình chỉ các chuyến bay đến Tehran của Iran cho đến cuối tháng này.
United Airlines đã hủy chuyến bay hàng ngày từ thành phố Newark thuộc tiểu bang của New Jersey đến Tel Aviv đến ngày 2 tháng 5, trong khi Air Canada đã tạm dừng các hoạt động đến và đi từ Tel Aviv cho đến cuối tháng 6. Hãng hàng không Qantas của Úc đang định lại các chuyến bay giữa Paris và London, bổ sung thêm một điểm dừng tiếp nhiên liệu ở Singapore để tránh không phận Iran. Còn tại Đài Loan, hãng EVA Air cho hay các chuyến bay của họ đã điều chỉnh tránh không phận của Iran, trong khi China Airlines tuyên bố rằng tiếp tục theo dõi tình hình và lên kế hoạch đường bay phù hợp với khuyến nghị của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ và Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu. Tiếp theo, Triều Tiên phát hành bài hát ca ngợi lãnh đạo Kim là người cha thân thiện. Vâng, video bài hát mang tên Người cha thân thiện được phát sóng trên đài truyền hình Trung ương Triều Tiên vào ngày 17 tháng 4 với nội dung ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là một phần nỗ lực tuyên truyền nhằm nâng cao vị thế của ông. Với sự góp mặt của người dân thuộc nhiều thành phần khác nhau, từ trẻ em cho đến quân đội và nhân viên y tế, những câu hát đã vang lên như Hãy hát đi, Kim Jong-un, nhà lãnh đạo vĩ đại và Hãy khoe về Kim Jong-un, một người cha thân thiện. Từ sau Thế chiến thứ 2 thì triều đại gia đình họ Kim đã lãnh đạo Triều Tiên. Họ luôn tìm cách củng cố quyền lực bằng việc xây dựng sự sùng bái của người dân đối với họ. Việc phát hành bài hát diễn ra vào thời điểm truyền thông nhà nước Triều Tiên đã thay đổi tên một ngày nghỉ lễ. Thay vì gọi ngày lễ hàng năm kỷ niệm ngày sinh của người sáng lập đất nước Kim Nhật Thành là ngày của mặt trời, truyền thông nhà nước bắt đầu gọi là ngày lễ tháng 4 trùng lập hơn. Bệnh viện Tây Ban Nha dùng chó trị liệu cho bệnh nhân. Vâng, kính thưa quý vị, bệnh nhân ở Barcelona, anh Joy Bunyol, 34 tuổi, nhập viện điều trị do cục máu đông đã tỏ ra vui vẻ khi những vị khách bốn chân bước vào phòng chăm sóc đặc biệt. Anh Bunyol cho biết, việc hai chú chó trị liệu dành tình cảm yêu thương khiến cho anh nhớ đến chú chó của mình ở nhà. Anh nói rằng, thật tuyệt khi có một người yêu bạn hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới. Chúng trao mọi thứ cho bạn, bất kể bạn như thế nào. Cuộc gặp gỡ là một phần trong cuộc thử nghiệm của Bệnh viện Delmas ở Barcelona và tổ chức Infinity chuyên về trị liệu thú cưng. Mục đích là cải thiện sức khỏe tinh thần của bệnh nhân trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt ICU. Bệnh nhân được tham gia 2 lần mỗi tuần, mỗi lần từ 15 đến 20 phút và sẽ được đánh giá dựa theo một số chỉ số ở mẫu nước bọt. Người đứng đầu dự án trị liệu động vật cho biết, bệnh nhân không phải là những người duy nhất được hưởng lợi từ dự án. Nhiều nhân viên trong phòng cấp cứu cũng thích thú khi có những chú chó ở bên cạnh. Chỉ cần tin tức về việc một số chú chó có thể ghé thăm cũng đã ngay lập tức thay đổi tinh thần của mọi người. Tiếp theo, mời quý vị cùng chuyển qua các thông tin tại Việt Nam. Tàu chở hơn 40 khách nước ngoài va chạm phà trên sông, 3 người bị thương nặng. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm qua ngày 19 tháng 4, vào lúc gần 18 giờ, tàu Hàng Châu Tourist Express đã chở 42 khách nước ngoài ở Phnom Penh, Campuchia tới Châu Đốc, An Giang chạy trên sông Tiền. Khi đến xã Vĩnh Sương, cách Campuchia khoảng 1 km, tàu đã va với phà chở khách chạy ngang qua. Hậu quả, tàu du lịch bị bể một mảng lớn, thủng nhiều chỗ, nước tràn vào có nguy cơ chìm. Trong khi đó, du khách bị chấn động mạnh, ngã ra sàn. Nam hướng dẫn viên 36 tuổi quê tại xã Tân Châu đã bị thương nặng và gãy hai chân. Hai nam du khách người Đức và Pháp cũng bị gãy chân trái. Một khách người Việt đi trên phà cho biết tàu du lịch chạy khá nhanh, tài công phà không kịp hãm tốc độ khi phát hiện nguy hiểm. Sau cú va chạm, nhiều du khách đã hoảng loạn và khóc lóc, phà chạy chậm dìu tàu vào bờ. Đến tối cùng ngày, hai khách nước ngoài sức khỏe đã ổn định, nam hướng dẫn viên bị thương nặng đã được chuyển viện. Tiếp theo là một số thông tin liên quan đến thị trường vàng. Đấu thầu gần 17.000 lượng vàng SJC, giá tham chiếu gần 82 triệu đồng. Thưa quý vị, mới đây Ngân hàng Nhà nước thông báo phiên đấu giá vàng miếng sẽ bắt đầu vào thứ hai tuần tới, tức là ngày 22 tháng 4 vào lúc 10 giờ tại Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước. Khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, trong đó mỗi lô giao dịch là 100 lượng với tỷ lệ đặt cọc là 10%. Giá tham chiếu đặt cọc là 81,8 triệu đồng một lượng, bước giá là 10.000 đồng. Theo nhà điều hành, mỗi doanh nghiệp được đặt thầu tối thiểu là 1.400 lượng và tối đa là 2.000 lượng, tương đương với từ 14 đến 20 lô và chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn. Trường hợp không mua được kim loại quý từ thị trường quốc tế, Ngân hàng Nhà nước sẽ hủy kết quả thầu. Hiện có 15 đơn vị đủ điều kiện tham gia dự phiên thầu này.
Trước đó, đề cập đến câu chuyện đấu thầu vàng, ông Đinh Nho Bảng, Tổng Thư ký Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam cho hay, ngoài các quy định trong đấu thầu, cơ quan quản lý cũng cần lưu ý việc đơn vị trúng thầu bán vàng cho dân như thế nào. Cần theo dõi sát, quản lý chặt giá bán ra, chứ không phải mua về rồi muốn bán ra khi nào thì bán giá nào thì bán. Cũng liên quan đến mặt hàng kim loại quý, vào ngày hôm qua tại Sài Gòn, Cục Quản lý Thị trường cho biết, tuần qua khi kiểm tra 5 doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng ở thành phố Thủ Đức, lực lượng chức năng đã tiếp tục ghi nhận các vi phạm. Cụ thể, các điểm kinh doanh này đang kinh doanh vàng trang sức gồm có nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay, mặt dây chuyền các loại không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn hàng hóa, tổng trị giá gần 234 triệu đồng. Số hàng này hiện đã bị tạm giữ. Tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, cơ quan quản lý thị trường cũng đã tạm giữ trang sức vàng các loại của một doanh nghiệp tư nhân cũng có tình trạng tương tự. Hiện các đội quản lý thị trường thành phố đã tạm giữ số lượng hàng hóa kim loại quý trị giá gần 500 triệu đồng. Trước đó tại Sài Gòn, có nhiều cửa hàng kinh doanh vàng ở chợ An Đông, quận 5 và chợ Thiếc, quận 11 bất ngờ đóng cửa, có tiệm treo biển nghỉ dài ngày. Chủ của một tiệm vàng ở quận 5 cho biết, nhiều tiệm đóng cửa là để tránh kiểm tra, vì nếu có kiểm tra chắc chắn sẽ phát hiện sai phạm, đặc biệt là ở hai lỗi chính. Đó là sản phẩm trang sức giả, có thương hiệu nổi tiếng và lỗi về nguồn gốc xuất xứ. Cũng theo chủ tiệm này, hiện các tiệm đa số mua vàng từ nguồn trôi nổi nên rất khó chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Một khi bị lập biên bản, mức phạt có thể lên tới hàng trăm triệu đồng và bị tạm giữ sản phẩm, không biết khi nào mới lấy về được. Liên quan đến mặt hàng tân dược, vào ngày 19 tháng 4 tại quận 10 Sài Gòn, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 người vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa phòng bệnh. Từ đầu năm 2022, những người này và các đồng phạm đã thu mua các loại tân dược sắp hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc với giá rẻ. Tiếp đó, nhóm sẽ cắt phần ngày sản xuất, hạn sử dụng được dập nổi trên vỉ thuốc, dùng hóa chất tẩy phần chữ nổi rồi in lại hạn sử dụng mới đến năm 2025-2026 và bán ra thị trường. Ngoài ra, nhóm còn mua được lượng lớn tân dược nội địa giá rẻ, sau đó bóc tem, in nhãn thuốc ngoại và bán ra thị trường với giá cao. Đến ngày 11 tháng 4 năm nay, lực lượng chức năng đã khám xét nhiều địa điểm thu giữ tang vật, gồm có 109 thùng hàng, có hơn 100.000 vỉ, hộp, chai, ống thuốc giả các loại và hơn 35.000 vỏ hộp, tem, nhãn mác thuốc giả từ các thiết bị và dụng cụ sản xuất. Đáng chú ý, trong số tang vật này thì có gần 15.000 vỉ thuốc magnesium B6 giả. Loại thuốc này đã bị ngừng sản xuất tại Việt Nam từ năm 2017 do có hoạt chất cấm sử dụng cho người. Chuyển qua một số thông tin đáng chú ý khác, đăng kiểm ô tô ở Hà Nội lại căng thẳng. Thưa quý vị, vào sáng ngày 19 tháng 4, các trạm đăng kiểm tại Hà Nội đã bắt đầu đông đúc trở lại. Tới khoảng 9 giờ, dòng xe xếp hàng trước cổng trạm trên đường Phạm Văn Đồng lên tới 20 chiếc. Mặc dù vậy, mức độ ùn ứ chưa quá nghiêm trọng, các tài xế đến trạm từ sớm để nhanh được đăng kiểm. Đại diện của một trạm đăng kiểm cho biết, tình trạng đông đúc bắt đầu từ đầu tháng 4. Trong các tháng từ tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 7, nhu cầu đăng kiểm sẽ tăng cao, báo hiệu một mùa hè vất vả cho các tài xế và cả các nhân viên đăng kiểm. Một đại diện khác cho hay, nhu cầu đăng kiểm sẽ đạt đỉnh sau kỳ nghỉ từ 30 tháng 4. Hiện mỗi ngày, trạm đón hơn 200 xe, nhưng chỉ có khoảng 180 xe đạt kiểm định. Số xe trượt đăng kiểm chủ yếu là bị lỗi phanh hoặc đèn. Cảnh báo các tài xế nên đưa xe đến cơ sở bảo dưỡng uy tín và kiểm tra kỹ trước khi đi đăng kiểm. Trái vải Đắk Lắk đầu mùa giá cao. Thưa quý vị, khoảng một tuần nay, một số siêu thị cửa hàng bắt đầu bán vải chín sớm giá cao với giá từ 85.000 đến 120.000 đồng một kg. Hiện vải chín sớm đang là một trong những loại trái cây nội địa có giá nhất thị trường. Theo một chủ tiệm ở Sài Gòn, loại vải đầu mùa này chủ yếu là nhập từ Đắk Lắk, có vị ngọt thanh pha chút chua chứ không ngọt đậm như chính vụ và thịt cũng không quá dày hay là quá mọng nước. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi trưa vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin tối hôm nay.